Vào thời kỳ vàng son của kỷ nguyên Bagan kéo dài hơn 200 năm, người ta ước tính nơi đây có đến hơn 13.000 ngọn tháp, chùa, đền. Rồi những cuộc can qua, binh đao của giáo ngựa Nguyên Mông tràn qua đây, cả một đế chế sụp đổ tan quan, kinh đô Bagan bị đốt cháy trụi. Nhưng không, có lẽ tinh thần Phật Pháp nơi đây đã can ngăn bàn tay sắc máu tàn bạo của đoàn quân Mông Cổ, mà nhiều khu đền, tòa tháp, ngôi chùa vẫn an nhiên tồn tại qua ngàn năm. Để hậu thế hôm nay vẫn bàng hoàng nhận ra những giá trị vĩ đại về đức tin, tâm linh mà tiền nhân đã dành trọn cho Phật Pháp nhiệm màu. Người ta ước tính hiện tại còn đến hơn 2.200 ngôi đền, tháp, chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13 vẫn hiện hữu, thách thức với thời cuộc và thời gian. Người Myanmar luôn nhìn nhận về quần thể Bagan như sau: muốn đi tìm sự vĩ đại, hãy đến Damajan. Tìm sự to cao chính là Thác Bình Mìu, và sự tuyệt mỹ của kiến trúc hãy chiêm bái Ananda. Và đúng như vậy, một trong những di tích kỳ vĩ nhất và hoành tráng nhất ở Bagan chính là ngôi chùa Ananda. Chùa Ananda được xây dựng năm 1091 bởi vua Kyansittha. Chùa là ngôi chùa đẹp nhất ở quần thể Bagan. Chùa rộng 58m, sâu 58m, cao 51m. Ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc có 4 tượng Phật, mỗi tượng Phật cao khoảng 16m. Trên tường có khoảng 1023 tượng Phật nằm trong 1647 khám thờ khác nhau. Xung quanh chùa có 148 con sư tử. Chùa được xây dựng do một giấc mơ của vua Kyansittha. Trong giấc mơ, đức vua thấy có 8 vị thánh tăng đến thăm mình và khởi cái lòng tín ngưỡng đến Phật giáo. Vị vua đã cho xây dựng chùa Ananda là một công trình lớn, vĩ đại với hệ thống tường rất dày và hệ thống ánh sáng tạo nên cái không gian lung linh huyền hoặc ở phía trong chùa. Mặc dù là ngày thường và chưa phải là mùa cao điểm du lịch, nhưng lượng khách hành hương tìm đến chùa Ananda vẫn luôn đông đúc, một địa chỉ hành hương không thể thiếu khi đến Bagan. Chùa Ananda do chùa Chashitha xây dựng vào năm 1091, được coi là ngôi chùa đẹp nhất tại Bagan cổ. Chùa không chỉ là nơi chiêm bái niệm Phật mà còn như một viện bảo tàng, nơi bạn có thể nghiên cứu mọi nghệ thuật Phật giáo Myanmar, từ kiến trúc đá, điêu khắc đá đến tranh tường, gỗ khắc và những khám thờ kỳ bí. Kiến trúc chùa Ananda cũng khác biệt so với nhiều ngôi chùa khác ở Bagan, với hệ thống cửa dòm và mỹ thuật điêu khắc cũng như chạm trổ, cho thấy những người dựng nên ngôi chùa này chắc hẳn là những nghệ nhân thượng thừa nhất Bagan xưa. Và sự hòa quyện của nhiều nét văn hóa vào không gian chùa cho thấy sự mở cửa giao lưu văn hóa giữa các nền văn hóa ngoài Myanmar đã rất thịnh hành từ thế kỷ thứ 11. Vua Chashitha được biết đến là vị vua của phán quyết, tỏa sáng như ánh mặt trời trên ba thế giới tốt lành theo tín ngưỡng Phật giáo. Khi cho xây ngôi chùa to lớn này, chắc hẳn ngài cũng đã nghĩ đến việc thiết kế các pho đại tượng sao cho tương xứng với tầm vóc của Ananda. Vì lẽ đó, chính những pho đại tượng Phật Thích Ca luôn là tâm điểm về giá trị lịch sử cũng như văn hóa kiến trúc của chùa Ananda. Chánh điện chùa Ananda là một giao diện 4 mặt quay về 4 hướng với 4 pho tượng Phật đứng tuyệt đẹp bằng gỗ tách mạ vàng cao 16m, đại diện cho 4 đức Phật đã đạt đến cõi Niết Bàn là Kassapa hướng Nam, Kakusandha hướng Bắc, Konagamana hướng Đông và Gotama hướng Tây. 4 pho đại tượng được xây dựng theo từng thời kỳ khác nhau và thể hiện 4 trạng thái của đức Phật khác nhau. Nếu như tượng Phật Kassapa và Kakusandha theo hai hướng Bắc và Nam của chánh điện, được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, thể hiện hình ảnh Đức Phật theo phong cách Ấn Độ trong tư thế chuyển pháp luân, đại diện cho kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật đã dạy, thì tượng Phật Konagamana và Gotama lại được thể hiện theo phong cách Mandalay, thể hiện sự an nhiên tồn tại của Đức Phật. Được thực hiện khoảng thế kỷ thứ 17, sau khi hai bức tượng cũ bị hỏa hoạn phá hủy. Điều đặc biệt linh thiêng ở Ananda chính là pho tượng Phật Kassapa. Gương mặt của Đức Phật luôn thay đổi khi được nhìn ở những khoảng cách khác nhau. Người ta nhận ra nụ cười của Đức Phật khi nhìn ở gần, nhưng rồi lại biến đổi khi lùi xa xa. Phía trước tượng Phật Gotama còn lưu trữ hai bức tượng sơn mài, một của vua Chashitha, người cho xây dựng Ananda, một của sĩ Arahant, vị sư đến từ Tha Tôn, người đã thuyết giáo và cảm hóa vua Anawatha trở thành một Phật tử thuần thành và đưa vương quốc này trở thành một quốc gia Phật giáo lớn trong khu vực. 4 cửa chánh điện chùa Ananda được nối với nhau bằng dãy hành lang lớn, và điều đặc biệt của dãy hành lang này chính là hệ thống khám thờ trên tường, tạo cho người hành hương có cảm giác đang được đi giữa không gian Phật ở 4 cõi Ta Bà. 1647 khám thờ với 1023 pho tượng Phật mô tả cuộc đời Đức Phật từ khi đản sanh, lớn lên, đắc đạo và nhập cõi Niết Bàn, được thiết kế với nhiều tầng nhiều lớp lên cao tận các mái chòm của chùa, đã làm nên một không gian độc đáo có 102 của chùa Ananda. Có thể nói, chùa Ananda từ khi xây dựng cho đến nay đã là một kiệt tác văn hóa Phật giáo không chỉ của Myanmar mà còn của thế giới. Rất tiếc, năm 1975, một cơn động đất mạnh đã phá hủy nhiều công trình cũng như kiến trúc của chùa, và nó được tác tạo trùng tu lại sau này nhưng vẫn trung thành với được nét kiến trúc cổ xưa. Trong khuôn viên chùa Ananda, chúng tôi còn nhận ra những di tích còn sót lại của tu viện cổ Ananda Oxial, được xây dựng vào năm 1137. Trên bức tường của tu viện còn lưu trữ những bức tranh vẽ từ thế kỷ thứ 18, miêu tả những hoa văn, họa tiết của văn hóa Phật giáo cũng như không gian thể hiện từ cuộc đời Đức Phật. Màu thời gian chưa từng phai mờ, niềm tín ngưỡng chưa từng lung lay từ ngàn năm qua ở chùa Ananda. Đi giữa không gian tĩnh lặng của chùa Ananda, chúng tôi có cảm giác như mình đang đi giữa sự nhiệm màu và giác ngộ. Những triều đại thăng hoa nhất, hùng mạnh nhất Myanmar chính là những triều đại mang đậm tinh thần hộ pháp và hoằng pháp. Có lẽ vì thế mà không điều gì, không một ai có thể xóa nhòa những giá trị Phật giáo trường tồn nơi đây. Với người Phật tử từ khắp nơi trên thế giới, Ananda không có khái niệm không gian và thời gian. Ngày và đêm, Ananda luôn tỏa sáng ánh Phật pháp nhiệm màu và xứng đáng là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar.